em ra Bình Định em được an tâm xuống sống, giờ em cũng tiếp tục được an tâm xuống sống. Và không có dễ đâu nha, con này là có bảo quản sống lắm nha. Wow, con ngón tay, ngón chân, ốc hương, ngao sữa. Chú Hải bán sao anh? Dạ, yeah.